Pipa Pipa, chị Bí Đỏ xin chào tất cả các bé nha. Ngày hôm nay thì chị Bí Đỏ và các bé chúng ta sẽ cùng nhau học cách chăm sóc baby khi mà bị cảm lạnh nhé. Các bé đang chơi ngoài trời mùa đông tuyết rơi, có vẻ rất là lạnh. Vào mũ của bé gái thì rớt xuống đất nữa, chắc có lẽ là sẽ bị bệnh mất thôi. Và không sai, bé đã bị bệnh rồi, bây giờ thì chúng ta hãy kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho bé nha. Bằng chiếc nhiệt kế như thế này để xem. Wow, nhiệt độ cao quá. Đây cả một chiếc nhiệt kế luôn rồi kìa. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ kiểm tra nhịp tim. Sử dụng ống nghe để nghe nhịp tim của bé nha. Sau khi kiểm tra nhịp tim rồi thì chúng ta sẽ nhỏ thuốc vào mũi cho bé để tránh bị cảm cúm thêm. Kế đến thì chúng ta cho bé uống một chút siro để tránh bị ho nha. Rồi chúng ta cho bé thở, cung cấp thêm oxy nữa. Cuối cùng là lau miệng và mũi cho bé gái. Rồi bây giờ thì bé gái đã khỏe rồi. Qua video này thì chúng ta biết được cách chăm sóc người bị cảm để cho bệnh không nặng hơn và bớt đi rất là nhanh chóng, phải không nào các bé? Vô cùng bổ ích luôn. Video chị Bí Đỏ đã hết rồi. Chị Bí Đỏ chúc các bé có một ngày thật là vui vẻ nha.